Mặt trăng có thể giấu nhiều túi nước hơn các nhà khoa học từng nghĩ. Bề mặt của thiên thể này có một thứ được gọi là bảy lạnh, đó là các khu vực nằm trong bóng râm vĩnh cửu, nếu có thể đứng gần một trong hai cực của mặt trăng, nhất là cực nam. Bạn sẽ thấy những bóng râm như vậy ở khắp nơi, và chúng trải dài 39.000 km vuông. Có những cái bẫy lạnh cực nhỏ, chỉ rộng 1 cm, cùng hàng trăm và thậm chí hàng nghìn bẫy lớn hơn thế. Những khu vực này nằm trong vùng bóng đêm vĩnh cửu và có thể đã không nhận được một tia sáng mặt trời nào, dù là nhỏ nhất trong hàng tỷ năm qua. Và giờ đây, các nhà khoa học cho rằng các khu vực ấy đang che giấu nhiều thứ hơn chúng ta vẫn tưởng, bao gồm những mảng băng nhỏ không lớn hơn một đồng xu. Nhưng các phi hành gia vẫn có thể uống hoặc dùng vật chất ấy làm nhiên liệu cho tên lửa. Phần lớn lượng nước có thể đang được chứa trong thủy tinh hoặc đâu đó giữa các hạt trên bề mặt mặt trăng. Có một giả thuyết cho rằng tổng diện tích bề mặt có khả năng trữ nước trên mặt trăng là 40.000 km². Nhưng chúng ta không thể chứng minh được điều này cho đến khi ai đó đích thân du hành đến mặt trăng hoặc gửi xe tự hành có thể đào xuống bên dưới mặt đất. Không phải nơi nào trên mặt trăng cũng có màu trắng và thiếu thốn màu sắc. Các phi hành gia của tàu Apollo, con tàu đã hạ cánh xuống mặt trăng vào năm 1969, cho biết mặt trăng hơi nâu. Các nghiên cứu sau này cho thấy một số vùng tối của mặt trăng cho thấy các dấu hiệu của màu nâu và xanh lam. Vùng cao nguyên có màu hơi vàng, bên cạnh đó là những dấu vết mờ nhạt của màu hồng và xanh xám. Vệ tinh của chúng ta có màu sắc không đồng đều là do mặt trăng có nhiều nguyên tố kim loại với khối lượng khác nhau như titan hoặc sắt trong khoáng chất trên bề mặt. Đôi mắt của chúng ta không đủ nhạy để nhận ra những điểm khác biệt như vậy từ xa. Nhưng phần lớn bề mặt của mặt trăng có cấu tạo từ các khoáng chất có màu xám tự nhiên. Và đó chính là màu sắc mà chúng ta nhìn thấy rõ nhất khi đứng ở trái đất. Bạn không thể đi bộ trên bề mặt tại không gian vì không có trọng lực nên chẳng cần mang giày đâu. Đó là lý do tại sao các phi hành gia chủ yếu chỉ đi tất hoặc mang thêm một đôi ấm hơn nếu thấy lạnh. Nhưng một điều kỳ lạ có thể xảy ra với đôi chân của bạn khi bạn ở trên không gian. Đầu tiên, nếu cơ thể bạn có vết chai thì sau một thời gian nó sẽ bong ra. Một phi hành gia đã mô tả trải nghiệm của mình và cho biết bàn chân của anh ấy trở nên rất mềm, trong khi da ở mu bàn chân lại rất thô ráp, giống như da cá sấu. Anh ấy đã sử dụng mu bàn chân để đi lại đồng thời bằng thanh vịnh chân trên trạm vũ trụ nơi họ ở. Sống ở trên này không dễ dàng gì, các phi hành gia trên trạm vũ trụ quốc tế phải sử dụng thanh vịnh chân và vòng dây để giữ cơ thể không di chuyển khi cần thực hiện những công việc bình thường như cắt tóc. Nếu muốn tập thể dục, họ có thể khóa chân vào giày thể thao trên thiết bị tập. Họ cần phải tập luyện nhiều hơn so với khi ở trên trái đất, khoảng 2 tiếng mỗi ngày, vì cơ thể người không quen với việc di chuyển hoặc làm những điều chúng ta thường làm khi không có trọng lực giữ chúng ta ở dưới mặt đất. Thêm vào đó, nếu ở ngoài không gian quá lâu thì nhiều xương và cơ của bạn sẽ mất đi. Ví dụ, bạn có thể sụt gần 20% khối lượng cơ sau chỉ 11 ngày ở trong môi trường không trọng lực. Nhưng nếu bạn đã ở trên đó thì đẩy tạ cũng chẳng ít gì đúng không nào? Tình trạng phi trọng lực cũng ảnh hưởng đến tạ mà. Thay vì dùng tạ, các phi hành gia chủ yếu sử dụng một thiết bị được trang bị hai hộp nhỏ để tạo ra chân không và cho phép họ hít xà đơn. Trên ISS, bạn cũng có thể sử dụng xe đạp và máy chạy bộ. Bạn có biết NASA đã chi hàng triệu đô để phát triển một chiếc bút có thể viết trong môi trường không trọng lực không? Bút chì không phải là giải pháp tốt nhất khi du hành vũ trụ. Chúng thường gãy hoặc nát ra và có thể để lại bụi than chì. Bên cạnh đó, bút chì làm bằng gỗ nên nguy cơ hỏa hoạn xảy ra trong khoang điều áp nhiều oxy là rất cao. Đó là lý do tại sao ở không gian, ngay cả một vật dụng hàng ngày như bút chì cũng có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, người ta phải tạo ra bút không gian. Mực của nó khô nhanh và sạch sẽ, cũng như không cần đến trọng lực để chảy ra. Thay vào đó, cây bút này sử dụng nitơ nén để đẩy mực khỏi đầu bút. Như vậy mà bạn có thể viết khi đang bay lộn ngược hoặc thậm chí là lặn dưới nước. Ngay cả khi ở ngoài không gian, các phi hành gia vẫn phải đối mặt với những điều quen thuộc như cảm giác ngứa ngáy khó chịu trên mặt,
Họ không thể gãi khi đang mặc bộ đồ không gian. Họ phải ứng biến, vì vậy đôi khi họ gãi chỗ ngứa bằng chiếc micro gắn bên trong mũ bảo hiểm. Thi thoảng họ lại dán băng dán gai vào mặt trong của mũ bảo hiểm để xử lý rắc rối này. Một trong những vấn đề phức tạp nhất với các chuyến du hành vũ trụ chính là bảo vệ các phi hành gia khỏi bức xạ không gian. Cơ thể chúng ta chưa tiến hóa để đối phó với các cơn bão proton và tia vũ trụ đến từ mặt trời. Tất nhiên, bộ đồ không gian và các thiết bị còn lại là rất cần thiết. Nghiên cứu cũng cho thấy một chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa, bao gồm nhiều loại rau như bina, cà chua và củ cải đường rất hứa hẹn trong việc giảm thiểu các tác động tiêu cực của bức xạ. Không phải lúc nào các phi hành gia cũng mặc bộ đồ không gian màu trắng. Trong dự án máy bay không gian có người lái đầu tiên của NASA, có tên dự án Mercury, họ mặc bộ đồ màu bạc. Tuy nhiên, không ai trong số các phi hành gia cũng ra ngoài và khám phá chân không của vũ trụ vào thời điểm đó. Màu bạc không phải là một màu sắc hợp lý vì bộ đồ không gian phải có độ phản chiếu cao. Màu trắng là tốt nhất vì nó phản xạ bức xạ khi ở ngoài không gian hiệu quả nhất. Chúng ta đang ở trên trái đất và bầu khí quyển tại đây hoạt động như một lá chắn bảo vệ chúng ta khỏi 77% lượng bức xạ đến từ mặt trời. Nhưng các phi hành gia không có sự bảo vệ như vậy khi ở trên không gian. Và điều này có nghĩa là họ rất dễ bị tổn thương bởi những trường hợp cháy nắng nghiêm trọng và việc tiếp xúc với nhiệt độ cực cao. Bộ đồ không gian màu trắng cũng có tác dụng như lớp sơn tường màu trắng. Nó giúp toàn bộ căn phòng mát mẻ hơn. Màu sáng sẽ hấp thụ nhiệt ít hơn bình thường đến 35%. Màu trắng không phải là màu duy nhất trong tủ đồ của họ. Khi đi vào không gian hoặc trở lại trái đất, đôi khi họ mặc một bộ đồ màu cam sáng. Màu sắc này thu hút sự chú ý. Vì vậy, nếu có bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình hạ cánh và các phi hành gia phải nhanh chóng rời khỏi tàu, thì đội cứu hộ sẽ tìm ra họ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, thời thế đang thay đổi. Ngày nay, chúng ta có nhiều công cụ tinh vi hơn để xác định vị trí của các phi hành gia đang cần được trợ giúp. Ví dụ như thiết bị theo dõi và bộ thu tín hiệu GPS. Vì vậy, bộ đồ này không cần phải có màu cam nữa. Bạn lơ lửng trong không gian và tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp của bóng đêm và không gian vô tận, nhưng bình yên với hàng tỷ ngôi sao, hành tinh, sao chổi, mặt trời, vệ tinh và rất nhiều thứ khác mà có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ khám phá được. 95% vũ trụ vẫn còn là bí ẩn, nhưng ít nhất thì khung cảnh ở đây cực kỳ mãn nhãn. Nhưng mọi thứ chỉ tốt đẹp nếu cơ thể bạn được buộc vào đâu đó. Sẽ ra sao nếu có chuyện xảy ra khi bạn ở ngoài không gian và bị tách khỏi tàu hoặc trạm vũ trụ? Giấc mơ tuyệt vời nọ sẽ biến thành ác mộng trong giây lát. Nhưng đừng lo, NASA đã thiết kế một bộ jetpack đặc biệt có tên Safer, hay thiết bị hỗ trợ đơn giản cho Ever Rescue. Thiết bị này phun ra khí nitơ nén từ 24 bộ đẩy. Đó là cách nó có thể đưa phi hành gia trở lại nơi an toàn. Về lý thuyết, bạn cũng có thể phun khí từ bộ đồ của mình, hoặc có thể ném một đồ vật nào đó theo hướng ngược lại. Như vậy, bạn có thể đẩy cơ thể tới phía trước. Nhưng thủ thuật này rất khó thực hiện vì bạn cần phải ném đồ vật ngang với khối tâm của cơ thể. Nếu không, bạn sẽ quay vòng không kiểm soát và ngay sau đó là mất phương hướng đến mức không biết phải đi đâu ngay cả khi có thể. Tuy nhiên, Safer sẽ tự động phát hiện chuyển động quay và sử dụng động cơ phản lực để giúp bạn luôn có thể định hướng đến nơi an toàn. Các nhà khoa học đã mất 10 ngày để dạy một con cá vàng lái ô tô. Họ chỉ nó lái bể cá tới một điểm nhất định và sau đó con cá sẽ được thưởng. Một ngày nào đó, nghiên cứu này có thể giúp chúng ta điều hướng trong không gian. Chúng ta phải có sẵn một sự sắp xếp trong đầu. Như vậy, con người mới có thể liên kết các bộ phận và chuyển động của cơ thể với những thay đổi mà chúng ta trải qua khi ở ngoài không gian. Nhờ đó, chúng ta sẽ biết được mình cần duỗi cánh tay bao xa để với lấy một tách cà phê mà không vươn tay quá lố và làm đổ cà phê. Việc kiểm soát chuyển động tại đây không giống như khi chúng ta được lực hấp dẫn tác động, và chúng ta cần biết được liệu bản đồ trong não tại biển và tại đất liền có khác nhau hay là không. Vì vậy, khi tôi nói rằng các nhà khoa học đã dạy một con cá lái xe, thì về cơ bản, điều đó có nghĩa là nếu con cá nhìn thấy mục tiêu, nó sẽ chạm vào thành bể đối diện hướng mong muốn.
Bằng cách đó, các nhà khoa học có thể hướng các bánh xe và đưa chúng đến nơi con cá muốn đi tới.